Bình đang có mặt tại cảng cá Hòn Rứa, Nha Trang. Thì phía sau lưng Bình đây đó chính là một tàu cá lưới quay đêm của Quảng Ngãi nha anh em. Lưới quay đêm khơi. Đây, đây là tàu cá lưới quay đêm khơi của Quảng Ngãi. Rất là khó để gặp những cái con tàu cá của lưới quay đêm của các cái tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi ở trong cảng. Cho nên là mình sẽ quay lại cho anh em xem. Cũng rất là nhiều anh em trên kênh đã từng yêu cầu Bình có gặp anh em lưới quay đêm của Quảng Ngãi là quay lại cho anh em xem. Bữa nay rất là vô tình ha, gặp tàu cá của anh em đang neo đậu tại đây. Mình sẽ cố gắng review tàu cá của lưới quay đêm Quảng Ngãi cho anh em xem nha anh em ơi. Ok, bây giờ xin mời anh em đi theo chân Bình để quan sát tàu cá lưới quay đêm của Quảng Ngãi nha anh em. Một súng khoen, khoen có tí xíu à. Máy ghe đi khơi, anh em thấy là ghe nào cũng sử dụng súng khoen rất là gọn, khoen nhỏ ha. Chung là cái dàn đồ mỏng manh đó. Lưới nè, lưới mình thấy lưới cũng rất là gọn. Ghe này tầm 20-21 mét nhưng mà đóng hẹp anh em. Cái khu vực cái bon chứa lưới của ảnh nó cũng không có gọi là rộng. Anh chừa cái bên chứa lưới rất là hẹp ha. Phía bên này cũng bằng tương đối như bên đó luôn. Đây đi ra sau khu vực đấy, mấy lưới quay đêm của mấy anh làm khơi á, nói chung bánh sử dụng cái đèn chiếu sáng nó không ít lắm. 2, 4, 6, 8, 10, 14 bóng, kẻ ghe khoảng tầm trên dưới 30 bóng à. Rất là ít ha. Ghe này cần cá lấy tổn giờ chuẩn bị đi lại sao. Rồi cái ông bồ nè, cái ông bồ bắt dài thờm ra ở đằng sau. Ghe này lấy tổn đi lại hình như là chờ anh em bạn ở ngồi quơ vô lại để đi biển. Bữa nay trời im cho nên máy mở biển lại rất là nhiều ha. Đứng nghe chỗ này khói quá. Còn có mình anh thuyền trưởng ở trên tàu. Ok, mình xin phép ảnh lên tàu chơi chút. Đây mình đang ở trên một tàu cá lưới quay đêm của anh em Quảng Ngãi. Rất là nhiều anh em trên kênh là yêu cầu của mình là có gặp là quay lại với anh em. Bữa nay xin phép anh chủ tàu lên ở trên tàu quay lại cho anh em xem luôn. Mình sẽ review trước cái khu vực của bon lưới trước nha. Dài anh em, ghe rất là dài nhưng mà hơi hẹp ha. Dàn lưới biết cái hầm nó có mổ sâu xuống không mà thấy dàn lưới rất là gọn anh em. Dàn lưới gọn băng à. Phen này phen 10 kg, 12 kg vậy. Rất là gọn, phen 12 kg. Một súng phen. Dài mũi hẹp lép à. Rộng ra sau một chút. Má anh em bạn đi về hết còn ở mình anh ở đây hả? À? Vậy là chờ mấy ông vô đi biển lại hay là sao? Là công việc á. Chừng nào mở biển lại? Chưa là xe rồi. Hả? Xe lẻ à. Chứ gần trang là không đi nữa. Gần trang rồi mấy anh em không đi nữa.
Vậy bữa giờ vô nghỉ mấy ngày rồi anh? Nghỉ đâu à, nghỉ trước bão mà. Ồ, nghỉ trước bão hả? À, bão ở nhà luôn. Cỡ ở nhà thăm chị nhà thời gian ấy chứ. Thời gian làm còn lâu mà. Kẹo nè anh em, kẹo 2 cái lưu lô gọn ha. Kẹo này nó cũng hơi nhỏ. Dạ. À, rất nhiều anh em ở trên YouTube của em á, mà mấy anh em ở Quảng Ngãi á, dặn là có đi gặp lưới quay đêm của Quảng Ngãi nhớ quay lại giùm mấy ảnh. Có một cái tàu cá của Quảng Ngãi á, mấy ông cứ theo quay Bình Định rồi ông quay Phú Yên rồi Té Lẻ mà sao vừa tôi cũng ghi tàu nhiều mà sao ông không quay lên chiếc tôi coi, nên xin phép mấy anh em là em review trước nha. Dạ. À, anh sử dụng một cái máy kéo 8 tấc à. Gọn băng à. Rất là nhẹ nhàng ha. Ống ben nhỏ nè. Rất là nhẹ nhàng, đồ ngờ nhỏ lắm anh em. À, cái mương đi nè, cái lối đi này là sâu nhưng mà nó hẹp, ghe đóng hẹp quá. Đây, ồ. Ghe này ảnh chừa ở trước khu vực bon trước rộng, khu vực lái hẹp lép à. Khu vực lái rất là hẹp anh em ơi, trong cabin này có một tầng ngủ à. Ồ. Ghe này không biết ảnh đi bao nhiêu người trong cabin nè. Trong cabin có một cái sạp ngủ này thôi. Như có sạp trên luôn ta, nhớ mày. Cái sạp này đâu ngủ được đâu, sạp này sạp mấy rồi. À, trên này có một sạp nữa nhưng mà sạp này là sạp của anh thuyền trưởng. Sạp đây là sạp của anh thuyền trưởng. Sạp này là sạp của anh thuyền trưởng. Vào trong cái khu vực lái của mấy anh em, khu vực lái của mấy anh em tắp lô đồng hồ máy chạy Giang Ma. Cabin ghê gọn. Ở cái khu vực cái ô kéo trở lên sau đây ảnh còn chứa lặt giặt tăng phô tăng đồ tùm lum, chứ không phải là cái kho ngủ của anh em. Còn đây khu vực của anh thuyền trưởng nè. Đấy, khu vực của anh thuyền trưởng tàu cá lưới rút khai thác ngờ lưới quay khơi. Ghe của Hoàng Ngãi có mấy giám sát hành trình này của hãng gì đây, của hãng WCBL. Đấy, giống như mình nói là mấy giám sát hành trình này những anh em đi khơi á là có cái hỗ trợ của nhà nước bù lỗ tiền dầu, hỗ trợ vé dầu cho mấy anh em đi khơi. À, có cái máy giám sát hành trình à, máy đi khơi là biết liền. Một tàu cá lưới quay đêm của Quảng Ngãi. Bên đây ghe này là ảnh nghỉ trước bão. Trước bão số 12, số 13. Rồi ghe neo đậu ở đây nghỉ bữa giờ. Bây giờ cấn trăng rồi. Cho nên là máy ảnh giờ mấy anh nghỉ qua trăng luôn. Giờ cấn trăng cho nên là mấy anh em sẽ nghỉ qua trăng mới đi lại. Đợt này trời im nhưng mà do cấn trăng anh em, cho nên là mấy anh nghỉ qua trăng luôn. À, để mình đi ra sau lại vòng nữa anh hỏi thăm thử ảnh chạy mấy gì. Anh chạy mấy Giang Ma mà anh chạy mấy gì vậy anh? U Min hả? Cô Min mà, cô Min này anh chài chắc cô Min 500 hả?
401 là N14 à? N14 anh em. Bữa giờ là cái dòng của Min N14 à, em đi quay em gặp rất là nhiều dòng đó. Em ở bờ sáng không? Em ở đâu? Em ở Phú Yên. Em đi long dông lang thang từ tỉnh kia qua tỉnh nọ. Em làm YouTube đó. Vâng, em làm YouTube. Để quay lại cuộc sống sinh hoạt rồi đời sống của anh em làm biển. À, vậy là anh kia là chắc làm hả? Hả? Anh trước kia là cầm lái hả? Không, không anh lỗi với anh, hay anh em chung với mà ấy rồi. Giao gieo cho tài công đi hả? Không, tài công, thực rồi, không có đi, nghỉ giống anh đi. Bên nay mới vô dọn dẹp cho sạch. À, bữa nay vô dọn dẹp, nghỉ. Nghỉ, nghỉ lần phát đầu, nghỉ anh vô có 10 mấy, nghỉ 2 ngày à. Dạ, dạ. Vậy chắc qua Trăng mà mở biển lại á. Dạ. Sao ông chờ đi biển rồi vô dọn dẹp luôn? À, vô thăm bữa giờ bảo vô thăm thử. Vậy dọn dọn xong rồi sạch sẽ re neo đầu lại gieo cho họ giữ rồi mình về lại á. À. Vậy gieo cho mấy anh em tàu dầu.